Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên mười phương tam bảo gia hộ. Con kính bạch trên chư tôn thiền đức trụ trì ngôi tự viện tại bổn tự. Và ngộ phương kính gửi lời tri ân đến ban tổ chức có nhã ý thỉnh mời để chia sẻ Phật pháp nơi đây. Và thầy rất hoan hỷ hiện diện với cái tiếng chuông, với cái hoa trước tiếng chuông, hoa đẹp, âm thanh hay, và những đóa hoa dưới kia đang ngồi biểu hiện như đó nữa, rất hoan hỷ có mặt cho nhau. Thầy nói như thế này, các bạn trẻ nghe rõ không? À, phía sau cũng nghe rõ ha. Cái nghe không rõ là giơ tay lên, đừng ngồi trận. Giọng miền Nam một chút nghe rõ ha. Nghe không rõ là phải giơ tay lên nha. Thầy thỉnh các bạn ngồi thẳng cái lưng. Mình thử thực tập là trong cái buổi giảng của Ngộ Phương, chúng ta ngồi thẳng cái lưng từ đầu đến cuối. Coi thử thử ngồi được bao lâu. Với nhìn thử thử ông Ngộ Phương ông nói mà ông có ngồi được không. Ok. Vì cái lưng mình nó thẳng là mới ngồi lâu được. Còn nếu mà ngồi cong á là sẽ buồn ngủ và sẽ đau lưng, sẽ đủ thứ bệnh hết trơn á. Bởi vì cuộc sống của mình nó là cái trục của vũ trụ á. Nếu mà cái cơ thể mình là một tiểu vũ trụ thì cuộc sống của mình từ cái xương cùng cho đến lên cái nguyệt bách hội nó phải được thẳng rắp như thế này thì khí huyết nó mới lưu thông. Ngồi học trong tư thế này nè là những bài toán mà khó thì nhanh được có câu giải đáp nhất. Vì cái tư thế ngồi nó tạo cho cái sự vững vàng và lưu nhuận khí huyết tốt nhất, thì dĩ nhiên cái tư thế nó sẽ hỗ trợ cho cái tâm của mình một cách tốt nhất. Mình không biết cái tâm là cái gì đó, nhưng mình biết cái thân là cái gì. Vì cái thân mà mình biết mà mình không có tạo ra một cái tư thế tốt nhất cho nó thì cái tâm mình không biết làm sao mình tạo được. Hiểu không? Nghe kịp không? Hôm nay á, thầy đến chia sẻ với các bạn một cái đề tài là bốn lời kêu cứu của đất mẹ nhân ngày lễ Vu Lan vẫn còn đâu đó trong trái tim của mỗi người con. Thì mẹ là nghĩ ngay đến chuyện mà tình yêu của mẹ và cái nơi mà mình đang ở. Thì mình là một cái bầu thai và người mẹ thiên nhiên kia là ở bên ngoài cái bụng á. Và mình ở trong cái bầu thai thì mình nghe đến tuần thứ 5 thì đố mấy con, đứa bé nó sẽ khi mà nó có khả năng nghe ở trong bụng mẹ thì nó nghe cái gì đầu tiên? Ai biết có thưởng? Như thế nào? Giờ mình chơi trò vấn đáp thôi. Hả? Nếu như mà có khả năng nghe của đứa bé trong bụng được hình thành á thì cái âm thanh nào ở trong người của người mẹ á đứa bé nghe đầu tiên? Du. Ok. Không, phía sau. Rồi. Nói to lên, khỏi chờ micro. Có thưởng đó nha. Em có thể là nhịp tim. Cho một trần pháo tay. Rồi đứng đó chuẩn bị nhận phần thưởng nào. Nhắm mắt lại đi. Hít vào một hơi ta biết ta hít. Thở ra một hơi ta biết ta thở. Nhận được qua chưa? Chưa. Cái gì trên đời này quý hơn là hơi thở? Bởi vì hơi thở là sự sống. Thầy mới ban cho con biết rằng mình đang thở, tức là biết mình đang sống. Món quà lớn nhất, không món quà nào lớn hơn không? Okay. Nhận quà chưa?
nhận rồi. Ai muốn nhận quà nữa không? Ai mới nói không muốn nhận quà nó giơ tay coi. Hả? Ai mới nói không á? Không muốn nhận cái món quà đó là đi đâu? Đi đai. Đi chết chi đâu. Không có món quà nào bằng cái món quà sự sống. Phút giây mình biết mình sống là phút giây nhiệm màu. Muốn làm gì phải sống mới làm chứ. Phải không? Phải không ạ? Cho nên mình ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày mình được sinh ra. Nhưng mà mình sinh ra rồi mình vẫn ở trong cái bụng của người mẹ, của đất mẹ, của tự nhiên, của thiên nhiên này nè. Và mình trọ trong bụng của mẹ thì 9 tháng 10 ngày mình đợi ngày ra. Còn mình trọ thiên nhiên này thì cái độ nguy hiểm của cái xác thân này nó có thể thành hạt bụi bay đi lúc nào bất kỳ mình không biết. Tức là mức độ nguy hiểm ở trong bụng mẹ ít hơn mức độ nguy hiểm ở trong cái bụng của người mẹ thiên nhiên. Ở ngoài đây mình có thể chạy tai nạn giao thông dần ngụm. Ở ngoài đây mình có thể chịu nhiều cái sự tác động ngoài ý muốn. Còn trong bụng người mẹ một chút gì đó an toàn hơn. Nói vậy thôi. Chứ để mà mình thấy cái đời sống bên ngoài của con người của mình khi có xác thân như thế này nè, dễ tổn thương lắm. Bởi vì sao? Đâu phải tổn thương của thân xác không giống như trong bụng mẹ, còn tổn thương bởi yêu đương, thất tình, tự tử, đu dây điện nữa. Có không? Có ai đu từng đu dây điện không? Tức là khi mà có cái xác thân của con người là mình có nhiều nguy cơ, đau khổ và chết chóc hơn. Cho nên ở trong cái bụng mẹ thì mình được người mẹ chăm sóc tốt. Còn mình ở, và bởi vì mình chưa có hình thành một cái sự sống tự do bởi cái sự quyết định của mình đó, cho nên mình nương tựa hoàn toàn vào cái năng lượng và cái dinh dưỡng, cái sự thương yêu của người mẹ bảo hộ. Còn khi mà mình có tự do thân xác, đôi chân vững vàng tạo bước, tự do ngôn ngữ mở ngôn lời ra và những gì có nói hết, tự do thể hiện yêu thương và gửi đi bất kỳ một thông điệp nào nếu thấy là bắn tim liền. Có không? Bắn tim được thả thính nữa. Biết thả thính không? Thả thính là thả làm sao? Thầy nghe thầy cũng không hiểu nữa. Khi mà mình có một cái cơ hội tự do với cái thân và với cái tâm này, với cái ngôn ngữ và suy nghĩ này, tức là lúc đó mình cầm trên tay một cái lưỡi dao. Và cái con dao rất là bén nhạy. Nhưng cái tay mình chưa được huấn luyện để cầm cái lưỡi dao của cái thân này, chưa được huấn luyện để cầm cái lưỡi dao của cái tâm này, chưa được huấn luyện để cầm cái lưỡi dao của cái cảm thọ này, thì lập tức thấy một người đẹp, một người mình thích, cái mình lấy cái thân mình đi yêu thương, mình đi tìm cái xác thịt đó gọi là sex. Mình lấy cảm xúc mình đi tìm sự đồng điệu của đó được gọi là love, tình yêu. Mình lấy cái tâm tư của mình đi tìm một cái sự hiểu nhau được gọi là tri kỷ. Và mình tự do làm điều đó. Mình đi yêu cái người đó, cái mình đâu có nói với mẹ cha đâu. Nhưng mà trong bụng mình là mình không có tự do làm điều đó. Nhưng mà mình sinh ra, mình lớn lên, mình được nuôi dưỡng, cái mình có cái thân xác với có cái tâm hồn của mình, mình nghĩ nó là của mình, cái mình tự do của mình muốn làm gì mà mình chưa bao giờ thông báo với mẹ cha. Thành ra chưa có huấn luyện cái tay vững vàng mà lại có cái dao ở đây, cái lưỡi nó quá bén. Mình thấy cái mình biết là cái lưỡi dao bén thì sao có thể chặt được bất kỳ cái gì. Mình biết mình có cái thân, mình ăn cái nó ngon, mình hưởng thụ cái nó tuyệt vời. Và mình có cái cảm thọ cái cửa một chút, rời lên cái tay có cảm xúc, cảm thọ. Bây giờ để cái tay này lên cái tay kia có cảm thọ. Để cho một con kiến nó bò lên cái da mình có cảm thọ. Có chút lạnh, chút nóng, hưởng thụ nhanh lắm. Giờ mình có cái suy nghĩ không? Mình ngồi mình suy nghĩ miết, mình tưởng tượng. Ồ, nếu như mình nằm xuống mình đắp cái mền lại mà mình mơ tới một chàng công tử rất là bảnh bao, nằm ngồi trên, đang cưỡi một con ngựa trắng, dắt cái tay của mình và đưa mình đi về dinh chẳng hạn. Nó có cái hạnh phúc đi tưởng tượng ở trong đầu. Và nếu mà mình đứng lên đó mình được giải nhất của cái trận đấu này là wow, hào quang lung linh, tưởng tượng. Khi mà mình thấy con dao trước mặt mình và cái lưỡi nó bén như vậy là mình bắt đầu nghĩ tới cái chuyện lấy cái lưỡi dao đó đi chặt những cái thứ nào đó mà cái tham mình nó muốn.
mà cái tay của mình chưa có được huấn luyện để mà cầm lưỡi dao, thì khi cầm lưỡi dao thì cắt ai trước? Cắt cái tay mình trước. Ở đây ai bị cắt tay rồi giơ tay lên. Cao lên. Và cái người đang giơ này cũng bị cắt rất nhiều lần. Thầy cảm ơn. Hãy về và để cho tay mình bị cắt, để nhìn lại cái sẹo và lớn khôn lên. Ngày xưa thầy hay sắc rau heo á, biết không? Rau lan á, để nuôi heo á, đi đá banh xong cái sắc cho nhanh thì nắm cho nhiều vào, cho nên sắc và trong đó có máu cho heo ăn nữa. Móng tay bây giờ nhìn đủ cái này hết trơn à. Mình bị đứt tay của thần sát bởi vì mình không cẩn thận, và mình cũng bị đứt tay cả tâm hồn bởi vì mình không cẩn thận. Ai ở đây chưa khổ vì yêu từ 20 tuổi đó lên, 18, 20 tuổi đó lên giơ tay. Chưa khổ vì yêu tự hào giơ tay lên. Ta còn là giơ tay. À, cho một tràng vỗ tay cho những bạn giơ tay đi. Ai khổ nhiều hơn 3 lần vì yêu giơ tay coi, tự tin coi. Wow. Cảm ơn. Sao mấy anh chàng trai không vậy? À, cảm ơn. Hơn 3 lần đó nha. Rồi có định tiếp lần nữa không? Đủ rồi ha. Thôi em đã biết đủ thế nào là mùi biển mặn, nếm 1, 2, 3 giọt thôi, chứ đâu cần phải nhảy xuống đó tắm đâu. Để biết thương, biết yêu, để làm con người ta 2, 3 mối tình là đủ chín chắn lại. Để quyết định cái nào ra cái đó, ta phải biết cuộc đời mình thích cái gì, để những thứ mình không thích nó không có làm mất thời gian của mình. Còn mình không thích, mình không biết mình thích cái gì là cái gì mình cũng thích. Và khi cái gì mình cũng thích đó là mình không thích cái gì hết. Vấn đề thích cái nào cũng được, nhưng thích một thứ thôi mà dùng hết cái tâm mình vô đó. Còn mình không thích, mình không biết mình thích cái nào á, này một chút, kia một chút, chỗ này một chút, chỗ kia một chút, hết thời gian một ngày. Lưng còn thẳng không? Hết thẳng. Ai mà ngồi từ A đến Z mà thẳng lưng có quà tiếp. Dĩ nhiên không phải quà như cũ. Thầy có nhiều loại quà. Nhớ đòi nha. Để mà cái lưng thẳng là thầy Ngô Phương ơi, lưng của con hồi nãy giờ thẳng nguyên là buổi giảng của thầy ạ. Khi mà mình ra đời là mình có cái thân xác và mình ở giữa cái như là một cái đứa con trong cái bụng bầu của người mẹ thiên nhiên này nè, mà mình nghĩ rằng mình đã bước ra khỏi cuộc sống rồi á, để mà mình nghĩ rằng mình có đủ tự do chủ quyền cho cái thân tâm này rồi á, để mà mình sử dụng cái thân tâm này một cách không có được huấn luyện để đi thỏa mãn cho cái thân thọ và cảm xúc của mình á, là mình đang hiểu lầm rồi. Và khi mà mình hiểu lầm, mình nghĩ là mình đã thoát khỏi cái bào thai rồi, thoát khỏi cái nôi rồi, thoát khỏi cái vòng tay cha mẹ rồi, 18 tuổi rồi, là coi chừng chứ mình lầm. Nếu mình lầm, tay mình sẽ đứt, đứt tay chảy máu, đứt tâm hồn tổn thương. Đứt thì tốt thôi, để cho mình đừng có đứt nữa. Nhưng mà nhiều khi đứt nặng quá cái đứt luôn. Có nhiều bạn trẻ dẫn nhau lên cầu nhảy cái xuống sông không? Có. Mà đó là đứt luôn, không có cơ hội để vá lại nữa đó. Cho nên không có phải là mình thành một con người 18 tuổi là ta có chủ quyền với, ta có tự do với thân, với xác này, với tâm hồn này mà không cần báo cáo cho người mẹ, người cha của mình đâu. Cũng không cần quan trọng cái người mẹ đất, người mẹ nước, người mẹ lửa, người mẹ thiên nhiên, cây cối, người thương, người sinh thành của mình xung quanh đâu. Nếu mà mình mặc kệ họ mình làm thì vũ trụ này sẽ dạy cho mình bài học đứt tay thần xác và đứt tay tâm hồn.
Bởi vì mình được nuôi từ nhỏ tới 18 tuổi mà mình chưa có nghĩ tới chuyện trả ơn, mình mới nghĩ tới chuyện ta 18 tuổi trưởng thành, bắt đầu mình đi lấy cái thân này mình đi quậy, mình đi hưởng thụ. Đó là ích kỷ. Khi trưởng thành thì lập tức mình phải đi thì sao? Nghĩ tới cái người mà giúp đỡ mình vững vàng trên đôi chân này chứ. À, là mình nghĩ ngay tới cái chuyện báo hiếu chứ. Không, mình nghĩ ngay tới cái chuyện là đi đâu. Khi mà biết thương cái đi đâu. I love you. À, kiếm một người cái I love you liền. Mà khi mà I love you một cái là mẹ cha bỏ quần bên đất trời quên hết. À. Cho nên mình hiếm lắm, hiếm mà mấy con nha, đủ 18 tuổi mà cái đầu cứ nghĩ tới người yêu của mình hoài. Là biết sau này mình khó có thể có một cái người yêu như ý mình muốn. Bởi vì chính mình phản bội với người nuôi lớn mình trưởng thành, mà mình mong có một người đừng phản bội mình là mình có chuyện đó. Chứ mình mới lớn lên cái mình biết có cảm xúc yêu thương thân xác, biết hiểu biết thương, là mình phải biết hiểu biết thương cái người mà nó tạo nên cái hiểu thương này là bố mẹ. Mà mình không lấy cái kết quả nở hoa từ cái sự nuôi dưỡng kia để đáp trả mà đi tặng cho người khác, tức là coi cái người kia hổng ra gì, thì chắc chắn là mình sẽ gặp cái người tương ứng. Và hai người mới lớn lên gặp nhau là khi vừa lớn lên. Sao nữa? Tôi đã vội yêu một người. Nhưng không phải vậy, nhưng chưa yêu đời. Vì sao? Vì đời bạc trắng như nhớ gì? Như vôi. Vì sao mà anh mới lớn lên anh đi yêu rồi anh đổi thừa đời bạc trắng như vôi? Bởi vì anh là cái người bạc trắng như vôi với người tạo ra yêu thương trong lòng anh. Nhưng anh tạo quả, anh lập tức bị hưởng liền trong cái kiếp này luôn, khỏi gì đâu xa hết. Cho nên cái câu hát đó nó nghĩa là đừng có than thở, đã mang lấy nghiệp vào thân, xin đừng có trách lẫn trời gần trời xa. Cho nên bạn trẻ nào ở đây đang khổ vì yêu đâu, tự tin giơ tay lên coi, đang khổ vì yêu luôn á. Giơ cao lên. Giơ lên như nào? Hỡi con tim đang rỉ máu, ta giơ tay lên để nhìn thẳng vào em. Ta mổ xẻ em ra để cho em được lớn. Ta biết yêu thương là đã biết làm người. Ta chấp nhận ta chứ ta không từ chối. Tại sao biết khổ mà không chịu giơ tay? Ok, thầy cảm ơn. Hãy những người trẻ đang khổ vì yêu, anh hãy hát cho kỹ cái bài khi vừa lớn lên ấy. Bài đó là gì? Bạc trắng lửa hồng phải không? Hả? Tâm sự gì? Tâm sự đời tôi. À, hát bài đó cho kỹ, mấy câu đầu là ok rồi đó. Khi vừa lớn lên tôi yêu, nhưng mà đời bạc quá. À, thật ra đời dạy cho tôi biết là tôi bạc quá. Bởi vì tôi không lấy những thứ mặn mà 20 năm dự án của mẹ cha đầu tư để đáp trả cho họ, mà đi hiến dân miễn phí cho kẻ lạ mặt qua đường. Hả? Có sao cười? Nói vậy đó. Lưng còn thẳng không? Còn tốt. Thỉnh các bạn ngồi và nghe tiếng chuông. Ý thức vào đôi mắt nhắm, mỉm nhẹ nụ cười, buông thư đôi vai lắng lòng nghe. Tiếng chuông
được ngồi với nhau và thở, và thở những hơi rất sâu và nhẹ, được ngồi với nhau và sống, sống trong một môi trường tĩnh lặng và bình yên, được có mặt cho nhau như vậy là một niềm hạnh phúc tuyệt vời. Hỡi mỗi khoảnh khắc của đời sống, em về và nâng niu lại những hơi thở vào ra, và em thấy rằng mẹ và cha cũng đang cùng em thở. Em xin thở và nói với mẹ rằng: mẹ, con thở cùng mẹ nhé. Cha, con thở cùng cha. Mồ hôi nước mắt của cha là để cho hơi này của con vào và ra cho nó được sâu và nhẹ. Nỗi buồn niềm vui của mẹ là để cho lưng con thẳng, đôi vai con buông thư, và hạnh phúc con ở trọn vẹn ở đây và bây giờ. Bao nhiêu nắng mưa của mẹ cha là để cho con được tự tại, được thông dong, được bình yên trong mỗi phút giây của đời sống. Đó là con đang báo hiếu. Nên trước khi vô cái đề tài nãy giờ, thầy vòng vòng bên ngoài nhân ngày lễ Vu Lan để cho chúng ta có cái chút cảm niệm về ông bà cha mẹ, và nếu có đang đau khổ rỉ máu trong con tim vì ái tình thì cũng nên nhớ thân và tâm này có một người đã nuôi nấng và không điều kiện cho ta, mà ta đang khổ đau vì một ai qua đường, là ta xứng đáng nên khổ. Bởi vì ta mê mờ, ta không cho người đã tặng cho ta quá nhiều, mà ta cho người không có hiểu biết gì về ta. Ta phải khổ cho đến khi nào ta mất ngu dữ người ta. Đó. Và nếu mà cái người thương của mình mà bỏ đi luôn, hoặc là nhắn tin là thôi mình chia tay nhé, hoặc là thôi tôi dông hết duyên rồi, đó là người đó đang dạy với mình biết rằng: à, thì ra là hôm nay lên chùa Pháp Vân nghe thầy Ngộ Phương nói chuyện về mới hiểu là người đó là Phật muốn nói cho mình nghe rằng tình yêu mình nên trả ơn trước khi mà mình muốn nhận. Lần này mình chưa có báo đời mà muốn nhận, chưa cho có đâu mà nhận. Cho nên hỡi những người hồi nãy giơ tay, vì em chưa cho đủ cho nên của phước của em chưa nhiều, cho nên người khác sẽ bỏ em để em đau khổ, và em trở về bắt đầu tập cho hơn là tập nhận về nhau. Vỗ tay đi, nếu chấp nhận. Rồi bây giờ mới vô đề tài nè. Bốn cái lời kêu cứu của đất mẹ. Bây giờ ở đây chơi rồi chơi tiếp. À, bây giờ trong 5 giây, bạn trẻ nào lấy cho Ngộ Phương được một nắm đất đem lên đây, Ngộ Phương sẽ có một món quà lập tức. 5 giây nhé, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5 times over. Games over. Rồi 5 giây lại nha, cơ hội thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5 Games over. Lần cuối cùng, bạn nào nắm một nắm đất lên ở trong tay nhanh nhất đem nó cho thầy có món quà liền. 1, 2, 3, 4, 5 Who is the first one? Come here, lên đây. Nắm đất của con đâu? Đưa đây. Nắm đất đâu chỉ? Bạn chỉ nắm đất chính là thân của bạn, đúng không? Dạ. Cho một tràng vỗ tay đi. Cho này nắm đất. Bạn hãy giải thích tại sao nắm đất là bạn. Quay xuống đi con. Cảm ơn con. Gãi đầu. Giải thích đi. Bình tĩnh con, hít thở đi con. Thầy rất là ấn tượng đấy. Thưa mọi người,
sao mà thầy bảo hắn mà bắn đất hay lại cô người không đưa lên, vì là mình là xem hai đất, mình không có phần đất. Vỗ tay đi nào. Ok. Tiếp một câu nè, mình sinh ra từ đất đâu? Không hiểu, chưa hiểu lắm. Như thế nào là gọi là mình sinh ra từ đất? Rõ ràng là mình ngồi đây mà, đất ngoài kia mà. Thế nào là mình sinh ra từ đất? Yes, mình sinh ra từ đất mẹ, mình sinh ra cách sao? Chứ rõ ràng mình sinh ra từ mẹ mà. Còn đất mẹ thì nói cho nó trừu tượng vậy thôi. Ok, 5 giây cho con suy nghĩ. Rồi mình đếm nè. 1, 2, 3, 4. Rồi, mời con về chỗ. Cho bạn một tràng vỗ tay nữa đi. Nắm đất ở trên tay của thầy nè, là của một bạn chạy vô đây, đưa lên. Chạy rất là nhanh, 5 giây rồi tới nơi luôn. Và bạn như kia lủi lủi lên đây, chỉ đất nè. Ok, mình không ăn một bữa thì sao? Chịu nổi. Bữa thứ hai chịu nổi không? Bữa thứ ba? Bữa thứ tư? Một tuần. Ngủm của tỏi này. Như vậy, mình là một phần của thức ăn, phải không? Mà thức ăn từ đâu? Từ đất. Như vậy mình là một phần của đất. Mình chỉ là một phiên bản nhỏ của đất. Đất là một cơ thể người mẹ lớn của mình, phải không? Do you agree with that? Rất ấn tượng, tự tin lên đây. Đất này, đất này. Nhớ nghe không? Vì nhà mà nó quánh vô á, đất cái quánh đi. Vì nhà mà người ta mắng vô á, vì nhà mà người ta bỏ rơi, vì nhà mà người ta không yêu thương mình nữa thì nói đất, đất nha con. Chứ đừng có nói tại sao tôi, số phận của tôi, tại sao phải là tôi. Nhớ lại đất. Rồi, một trò chơi nữa đi ha. Nhớ nha. Bây giờ thầy thưởng luôn hay là để cuối buổi thầy thưởng? Bây giờ luôn ha. Để nghĩ gì vậy, chứ giờ chưa có phần thưởng. Bây giờ một trò chơi khác nè. Bạn nào nhanh nhất trong 5 giây lấy nửa lá phổi của mình đem lên cho thầy. 1, 2, 3, 4. 4, number 1, 4, number 2. Ok, go. Cho một tràng vỗ tay đi nào. Tại sao đây là nửa lá phổi của con? Dạ, thưa thầy và tất cả các bạn, là chúng ta sống trong một môi trường không khí là một yếu tố rất là quan trọng để có thể khẳng định sức sống của con người cũng như là tất cả các sinh vật khác. Thì con nghĩ là lá cây là biểu tượng và đặc trưng nhất là. À, thầy cảm ơn. Cho nàng một tay đi nào. Khi mà con hít vào, cần hít vào gì? Hả? Con hít vào cái oxy. Oxy từ đâu? Yes. Khi thở ra CO2 mà không có cái thứ nó hít vào thì nó tràn ngập CO2 thì khí oxy đâu thở. Vậy khi mình thở ra CO2 thì cái nào hít vào tiêu thụ? Là cây nào hấp thụ. Như vậy là một nửa bộ phổi mình lủng lẳng ở đâu? Trên lá cây. Yes. Cho thầy cho một tràng vỗ tay đi. Rồi, thầy thưởng cho con đó là đi đâu con cũng thấy nửa bộ phổi ở ngoài kia nha, không không có được bứt như thế này nữa nghe chưa. À, cô ấy mới bứt một lá phổi của mình tặng cho thầy sẽ giữ nó cho đến khô luôn.
Có ai chặt cây chưa? Từng chặt cây phá rừng không? Có không? Có, giơ tay luôn kìa. Vỗ tay cho người giơ tay vì chặt rừng. Vỗ tay là bởi vì mạnh dạn đưa tay lên thì thấy cái sai của mình, chứ không phải là khuyến khích chặt rừng nha. Mình được làm từ đất. Đất là người mẹ lớn của cái thân xác này ngoài kia. Và mình đang ở trong như là một cái bầu thai. Và đất mẹ là cái nôi hoặc là cái bụng đó, để cho mình ở trong đó và mình được nuôi dưỡng lên mỗi ngày. Bởi lấy những nước uống vào, thức ăn vào, không khí vào, sự sống đi vào trong mỗi phút giây. Nếu chiếc lá này không thở vào ngày mai thì sao? Thì ta phải mượn bình oxy thở tạm. Chứ sao nữa? Ta thở bình oxy thì phải móc túi ra. Móc túi ra mà túi hết tiền thì lấy bình oxy ra. Lấy bình oxy ra thì tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Kiếp người ngắn ngủ vậy thôi. Vậy đó. Cho nên khi tôi đi ngang qua một nửa bộ phổ của mình, chắp tay lại kính chào em. Phật là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra trúc lây, tâm không ràng buộc an vui hắn ngay. Đâu có phải tự nhiên mà ngài thiền sư Thích Nhất Hạnh nói là Phật là lá chín, pháp là mây bay đâu. Mà đi ngang qua nửa bộ phổi mà không biết cúi cái đầu xuống hello em, mà cái lá gì kỳ ta, bứt cái ngậm hô trình dung còn ta đang xúc phạm nửa bộ phổi của mình. Tình yêu là khi ta nhận ra em trong ta và ta trong em. Tình yêu với một chiếc lá là khi ta đứng bên đó và hai chúng ta đang trao đổi chất với nhau. Và không có em ta chết, và không có ta em chết. Ta với em chưa bao giờ xa cách, dù trong giấc ngủ ta có thể quên mình là ai, nhưng em chưa bao giờ bỏ ta. Dù người yêu ta bỏ ta nhưng mà ta trở về, chiếc lá vẫn còn bên ta. Chung thủy số 1, tình yêu của đất mẹ chưa bao giờ bỏ mình. Tình yêu của mẹ hiền và tình yêu của thiên nhiên, tình yêu của vũ trụ chưa bao giờ nói với mình rằng hey, thở miễn phí hoài nha, bây giờ tính tiền đó là chắc mình chết. Có mỗi hơi thở mà tính tiền thì sao, lấy gì trả hả? Mỗi cốc nước mà mình uống lấy gì trả? Bởi vì mình nhận quá nhiều cho nên mình thấy mình là chúa trên đời này, tạo ra thế gian, cho nên hỏi thế gian hãy tới đây phục vụ cho ta, và ta được quyền hưởng tất cả những thứ đó một cách tự nhiên nhất. No. Anh lầm rồi. Anh nhận quá nhiều và anh trở nên rất kiêu ngạo, và anh không còn cung kính những thứ mà tạo ra anh. Anh được làm từ những thứ không phải anh, nhưng khi anh có cái thân của anh nghĩ anh là một thứ độc lập tồn tại và không cần bất kỳ một cái gì khác. Lúc đó vũ trụ sẽ vận hành cho anh đau khổ bằng cách là cho anh bắt đầu sổ mũi để thấy. Thấy gì? Thấy hơi thở vào ra. Không phải mẹ ơi cho tiền cũng mua thuốc. Nếu người mẹ trí tuệ hãy nói rằng thuốc đang ở ngoài lá cây. Con hãy thở cho sâu và lắng lòng lại để nghe rằng chiếc lá đó là tình yêu của con. Và vũ trụ nó thương mình lắm. Đất mẹ lúc nào cũng bảo hộ và đi vào mình hết. Có điều mình có mở lòng ra hay không, hay là mình ngồi xuống cái mình nghĩ về nhiều quá, mình mặc dù mình nghĩ về mình bao nhiêu chăng nữa thì mình cũng chỉ là một hạt cát lên tạm thời trong lúc sinh diệt của đất nước chỗ lửa, nó hợp lại thành cái thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức này, rồi đến một lúc cái xe nó rụi tàn đi nó mới trở về với đất. Như vậy cái lời kêu gọi của đất mẹ thứ nhất là con ơi hãy từ bi với mẹ nhé, mẹ đã cho con nhiều và con đã làm cho mẹ tổn thương bởi vì con nhận mà con không biết ơn của mẹ. Con hãy từ bi với mẹ bằng cách ăn chay, đừng có phá rừng, đừng có bẻ cây.
có trách nhiệm ăn vào một cái kem và vứt. Hành động đó là hành động bạo động. Bạo động tức là ta vứt một cái gì đó một cách vô trách nhiệm ra bên ngoài, ví dụ như là một cái plastic hay là một cái vỏ chai hay một cái gì đó mà nó không có phân hủy được á, thì tức là ta đang hủy diệt sự sống. Bạo động là sao? Tát vô mặt người thương mình bật tay, y chang như vậy, vứt một cái xác chết ra ngoài sự sống, cái mà sự sống không tiêu hóa được, đó là bạo động. Hiểu chỗ này chứ? Cho nên mình coi một cái hành động bình thường nhưng mà thực sự đó là hành động rất là không có trí tuệ. Rằng vứt một cái gì đó ra bên ngoài, bẻ một cành cây, dẫm lên cỏ. Giết hại một con vật và không biết thực tập ăn chay. Hỡi con, những đứa con của ta, ta rộng lượng vô cùng tận cho đi không biết chán. Nhưng khi con không biết trân trọng sử dụng những gì ta cho, đến một lúc ta lấy lại từng atom, từng phân tử và nguyên tử một của con đấy. Và khi ta cho con mượn tạm thời thân xác của đất nước, gió lửa và thân tâm này, tức là con đây nhớ con là con nợ của ta đấy. Và khi mà mình cho ai vay, hoặc là ở đây ai là sinh viên đại học mà vay ngân hàng đâu, giơ tay coi. Đúng không? Ai mà đang đi học đại học mà phải vay tiền không, có giơ tay coi. Ai mà có đang mượn tiền bạn của bạn mà bắt nợ không, giơ tay coi. Ồ, có nhiều này đó, tội không đó. Ok. Thầy cảm ơn. Ai ở đây cho người khác vay tiền để đi học? Wow, từ bi nha, cảm ơn. Khi mình cho bạn một cái xe, khi mình cho bạn mình vay tiền, thì con mắt mình có theo dõi họ? Có. Theo dõi họ đang ở đâu, làm gì. Bây giờ để mà một ngân hàng nó cho một người vay tiền thì nó có đi coi cái gia cảnh của người đó không? Có. Người đó không có gì cho vay không? Không. Đất mẹ sẽ không bao giờ cho mình vay cái sự sống thân tâm này khỏe mạnh. Những người mình không có, mình phải tu tập năm giới của Đức Thế Tôn, mà mình đã từng bỏ ác làm thiện ở một cái mức độ giá trị tâm linh đạo đức chuẩn mực nào đó của con người, và đất mẹ thấy được mình có cái giá trị hiền thiện nào đó, đất mẹ cho vay cái sự sống này để mình ra đời mình làm một con người đấy con ơi. Nhưng nếu mình không sống đúng không, nếu mình không sử dụng và tu tập lấy bản thân, thì đất mẹ sẽ thấy, dòm theo dõi và biết được từng suy nghĩ, hành động, lời nói của mình. Và khi mà mình cho ai đó mượn xe máy và người ta chạy mà không biết giữ gìn, mình điện thoại mà nói: ông ơi, ông trả lại giùm chiếc xe cho tôi, phải không? Và khi mà đất mẹ lên tiếng: hay, hết tuổi thọ rồi nhé con. Yes. Thế nào chết? Chết tức là anh đã hết tuổi thọ vay mượn những gì mà đất mẹ cho anh. May mắn nếu 70-80 tuổi là đúng cái thời gian để đi bình thường của một kiếp người, còn tuổi trẻ đầu xanh mà ra đi là bởi vì anh vay mượn một tài khoản khá lớn mà người mẹ hiền đó bao dung, cho nên không muốn anh tiêu xài cái thứ trân trọng, cái kim cương người mẹ cho, bằng thái độ ruồng bỏ ích kỷ chính anh, cho nên giúp cho anh bỏ xả cái thân tâm tạo tác nghiệp ác của kiếp này của anh càng sớm càng tốt. Tức là cho anh vay ấy mà anh không biết xài, thì người mẹ ấy sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Nên mình là người Phật tử hay không Phật tử không quan trọng. Quan trọng là mình đang vay vốn của đất mẹ này mình xài. Thế gian, đất mẹ, thiên nhiên, sự sống rất là từ bi, luôn hỗ trợ mình. Cái điều mình sống sao cho xứng đáng, để cái tuổi thọ mình nó nhiều lên. Sự sống mình mà có niềm yên vui thì bước chân của mình xuống với đất mẹ làm sao là bằng cái niềm yên vui đó. Ta đi mà giống như ta hôn lên đất, đó là bởi vì lòng ta yên bình ta mới đi được. Còn bằng không ta đi bằng sợ hãi và đợi trông. Ta đi bằng sự nối tiếc và vội vã. Ta đi mà mỗi bước chân của mình nếu có tha tâm thông nhìn xuống là toàn yêu tinh yêu quấy đi, chứ không phải con người đi. Đó. Như vậy đất mẹ thấy không? Mỗi bước chân mình thấy không? Thấy sao không? Và nếu mà đất mẹ thấy lên cái đau khổ thì đất mẹ thương lắm. Ok, mẹ
cho con sống, mà bây giờ con sống mà giống như chết, thôi mẹ cho con chết đi cho rồi. Cho nên hãy thực tập ăn chay. Thực tập ăn chay là cách mà mình trả ơn với đất mẹ. Ăn chay một ngày, bữa ăn chay một ngày, ăn chay một tháng, một bữa ăn chay một tháng, 10 bữa ăn chay, nhiều nhất có thể, như là một nghĩa cử của người có trí tuệ. Bởi vì nhận vào thì phải cho ra, không cho ra bằng cái cao thượng của kẻ xuất gia thượng sĩ từ bỏ dục vọng để làm một người thanh cao thánh thiện, thì ít nhất cho ra một tháng cũng dài 3 ngày để thể hiện được cái tấm lòng của mình tri ân với người mà cái sự sống mà cứ cho hoài mà mình không có gì để đáp ơn. Cái hành động ăn chay tức là cái hành động mình thể hiện cái lòng tri ân của mình, sự sống là tự động sự sống à coi vậy, nhưng mà nó cũng dù nó khó tu tập, dù nó chưa hiểu biết, nhưng mà hình như nó cũng có cái gì đó nhận ra mình cho nó. Khi mà mình thương một người mình cũng cần biết gì hết, họ làm tất, mình làm tất cả cho họ, miễn mình biết họ có một điều với mình thôi, đó là họ biết mình thương. Đất mẹ cho mình hết gì, không cần mình làm gì hết, chỉ cần mình biết là sự sống này rất là từ bi với mình. Mình biết thì sao? Mình sẽ làm một cái hành động nào đó, một hành động, nhưng mà hành động đó thể hiện cái biết của mình, cái ý thức của mình với cái tình yêu mà mình nhận về, bằng cách không bẻ một cái cây, bằng cách không giết một con vật, bằng cách ăn chay 5-3 bữa. Ăn chay nó không có nghĩa là ăn cá hay không ăn cá. Ăn chay nó có nghĩa là nè, bây giờ mình chơi đồ chơi nữa nhé. Bây giờ thầy nói à, con đi, cameraman ngồi đó ha. Bây giờ thầy nói 1, 2, 3, 5, 7. Con nhắc lại đi. Rồi thầy nói 4, 5, 6, 7, 9, 10. Thì ta nói 9, 7, 8, 11, 25, 16, 18, 19, 35. Không nói được. Nó nghĩa là với một cái mức độ số liệu đơn giản nào đó thì tâm của mình lặp lại được y chang. Nhưng nếu mà phức tạp hóa lên thì nó chịu chết. Giống y chang như vậy với cái thân xác này. Khi mà mình đưa vô trong cơ thể mình một cái cấu trúc ADN phức tạp của suy nghĩ và cảm xúc tương ứng với con người, tức là mình ăn động vật á, thì vô cơ thể này phải dùng một số năng lượng thời gian nhất định nào đó để nó tiêu hóa. Vậy mình ăn một con bò hay là một con chó, những cái thứ mà nó ở bên cạnh mình với cái cảm xúc yêu thương mà nó dành cho mình đó, thầy chăn bò nha, con bò đó nghe được đó 4-5 năm rồi bán nó, cái nó nghe được và nó mở, cái người mà vô mở cổng nó mở, nó chạy tuốt, nó chạy không về. Và con bò nó có thể biết dù ở 100 cây số, nhưng mà nếu như nuôi nó đủ 17-8 năm là nó biết cái người nhà của nó chuẩn bị chết, nó rơi nước mắt. Con chó mình đi ra đi vô nó vui, nó mừng hoài, nó có cái cảm xúc của nó, thì cái cấu trúc ADN tế bào của nó cực kỳ phức tạp. Và mình đưa nó vô đây thì buộc mình phải dành một cái năng lượng đặc biệt nào đó để tiêu hóa nó thành cái dân dinh dưỡng cho cơ thể này. Dĩ nhiên mình ăn vào không phải là mình trở nên con chó về hình tướng, nhưng mà cái năng lượng chó nó ở trong mình. Cho nên ăn chay tức là để ta có một sự sống, ta phải kết thúc một sự sống khác. Dù đó là sự sống của con vật hay là sự sống của một thực vật thì đều là sự sống. Cho nên không có chuyện ăn chay hoàn toàn mà không có kết thúc một sự sống đâu. Có điều cái sự sống mà anh kết thúc để mà nuôi sự sống của anh, nó là sự sống nó đơn giản nhất về mặt cấu trúc sinh vật học, sinh lý, vật lý hay không, và tâm lý hay không. Nó có nghĩa là vậy đó. Khi mình đưa cơ thể này một cái cấu trúc đơn giản nhất thì cơ thể mình sao? Nó dễ dàng tiêu hóa nhất và nó giữ lại những cái thứ nào mà nó không có xứng đáng để mà làm cho bệnh hoạn. Hiểu chưa? Mình ăn vô một cái năng lượng bất thiện của một con bò, khi mà bị bao nhiêu là thứ sợ hãi thì mình ăn luôn chứ gì nữa nhỉ? Phải không? Đó là lý do vì sao mình ăn chay, là vì mình chứ không phải cần gì tôn giáo hay cần vì Phật hay cần vì tu hay cần vì bất kỳ một lý do, chỉ cần là bởi vì cấu trúc của cơ thể này là để động vật ăn thực vật, bởi vì không có răng nanh để mà cắn xé, răng hàm rất là nhiều để mà nhai, và có miệng mình là có carbon hydrate để mà ngậm cái hạt gạo vào, ngậm ngậm một xíu nhấn qua nhấn lại là cảm thấy nó ngọt, bởi vì carbon hydrate là enzyme tiêu hóa ngậm vô là thấy ngọt, mà động vật ăn động vật không có cái enzyme đó. Và cái ruột của mình là ruột rất là
là dài là để chứa thực vật và chứa động thịt động vật vô trong này, mà cuộc dài 3 ngày là nó giống như để bên ngoài rất là hôi thôi. Toàn bộ cơ thể con người mình là cấu trúc để dùng cho thực vật. Vì sơ tính bản thiện là một con người là phải tu rất là nhiều, bởi vì trong số cõi này thì con người ở dưới cõi trời thôi, mà Đức Thế Tôn xuống cõi người để mới đổ được con người giác ngộ. Tức là cõi người là cái tâm hồn rất đặc biệt, biết yêu thương. God is love, love is God. Tình yêu là Chúa, Chúa Trời là tình yêu. Mình đâu có biết Chúa Trời có yêu hay không, mình sao mình biết được trên đó có hay không. Nhưng mà mình biết chắc là con người có tình yêu. Yes. Mình biết chắc là mình nhìn những chó con mình thấy tưng tưng quá. Biết chắc là mình nhìn một baby trước mặt mình thấy yes. Biết chắc là mình thấy một đứa bé tưng, rất là vui. Mình biết chắc là mình thấy một người thương của mình lòng rất là hạnh phúc. Chỉ cần ngồi đó nhìn họ ăn cái thứ mà mình mua cho họ thôi. Wow, anh ăn nhưng mà em no. Vậy thôi cho ăn hết, ăn trò là mình đói. Vậy nha, đại chúng nhớ nha. Cái lời kêu gọi thứ nhất của Đức Mẹ là: con ơi hãy từ bi với mẹ. Mẹ cho con rất nhiều là để con sống cho được hạnh phúc. Mẹ kêu gọi con hãy từ bi với mẹ không phải là bởi vì mẹ tổn thương và mẹ muốn con từ bi để thương hại mẹ đâu, mà mẹ biết rằng mẹ thấy con sống mà không có hạnh phúc, mẹ sẽ kéo con về. Chứ mẹ không cần con thương hại. Hiểu chưa? Mà không phải mình cho đi gì đâu. Chẳng qua là mình muốn làm cho cuộc sống của mình tốt nhất có thể, thì mình phải nghe lời của người mẹ, của cái sự sống này nè, cho mình từng phút giây đó, và mình quay lại tri ân. Khi mình tri ân á, thì bắt đầu cái tham của mình nó bớt. Bây giờ là sao biết cái thế nào là tham chứ? Nhưng muốn biết thế nào là tham nha. Rồi thỉnh đại chúng thẳng cái lưng. Nghe tiếng chuông khỉ trong 5 giây. Rồi. Cái gì trong đầu mình hiện lên trước? Con khỉ. Tại sao trong đầu mình có suy nghĩ hoài mà mình không thể cản lại được suy nghĩ đó? Tại sao mình cứ nghĩ hoài? Bởi vì mình muốn nhiều hơn mình là. Mình tìm kiếm cái gì đó qua cái suy nghĩ. Cho nên mình sử dụng suy nghĩ như là cái phương tiện để mình đạt cái thứ mình muốn. Mình nghĩ hoài tới ngày mai, mình nghĩ hoài tới người đó, mình nghĩ hoài tới cái bằng kia, mình nghĩ hoài tới cái sự tốt nghiệp nọ, mình nghĩ hoài tới cái buổi đi chơi đó, mình nghĩ hoài tới cái ngày mai, là bởi vì mình nghĩ cái ngày mai nó sẽ làm cái giá trị nhiều hơn con người hiện tại của mình. Đó là lòng tham. Và biểu hiện của lòng tham chính là suy nghĩ liên miên bất tận chảy hoài mà không bao giờ dừng lại, như một cái đập ngăn ít nhất 5 giây cũng khó nữa. Suy nghĩ là biểu hiện của lòng tham. Hiểu chưa? Thế hay như vậy mình ngồi nè, nhìn cái hoa coi, nhìn cái chuông, nhìn thầy, nhìn nước, mấy quạt đang chạy, điện đang sáng, một sự sống bên cạnh mình và mình đang sống. Mình ý thức được mình đang sống và mình nhớ tới 5 người thương quan trọng cuộc đời của mình cũng đang sống. Và phút giây khoảnh khắc này rồi sẽ qua đi và vĩnh viễn không bao giờ lôi lại được. Và nó chưa bao giờ diễn ra ở ngàn năm trước và ngàn năm sau, không bao giờ lặp lại được phút giây này. Mình còn nghĩ gì nữa không? Đủ để cho mình trân trọng có phút giây này đẹp. Nhưng mà không được 50 giây.
giây cái nó nghĩ đi, không biết nó đang làm gì ta, không biết anh ấy đang làm gì ta, không biết rồi sau của này là làm gì ta, tiếp tục cái kế tiếp là gì chuẩn bị diễn ra, nó muốn nhiều hơn nó là, đó là thật. Cho nên đất mẹ mới dạy mình á, còn tham là con phải còn khổ, mà con càng khổ mẹ càng đau lòng. Cho nên mẹ lên tiếng là biểu con thương mẹ, là để mẹ muốn như tham thì con mất, thấy con khổ hoài mẹ sinh ra con mẹ chịu không nổi. Đức Thế Tôn nghe được tiếng gọi đó của người mẹ sự sống và bay mình bát là đúng, bay mình bát ăn ngàn bữa là đủ, đầu trần chân đất là đủ, ngủ bụi cây gốc rừng là đủ, chỉ cần có sự sống để lấy cái sự sống nó tu hành là đủ. Nói vậy không phải ngộ phương biểu mấy con đi làm như thế, nhưng ngài không có những thứ chúng ta có, nhưng ta không có cái thứ ngài có. Yes, ta đang không có cái thứ mà ngài có, mà ta đã có nhiều hơn cái thứ, ta đang tìm nữa những cái thứ mà tiếp tục ta đang không có, để ta mong qua những thứ đó ta có hạnh phúc, ta có gì đó sai sai. Nên lắng nghe được đất mẹ là sống cho ta bất túc. Tam thường nói gì? Ăn mặc ngủ vừa đủ để duy trì, để survival, tồn tại thôi. Mình muốn nhiều hơn cái sự tồn tại, mình phải biết học giáo lý Thế Tôn, yêu thương của tỉnh thức thì hạnh phúc mới vững vàng. Và cách thực tập trong lời kêu gọi thứ nhất của người mẹ là giống như Thế Tôn đó nha, sinh ra cái gốc cây, tu hành trong rừng sâu với gốc cây, đi khắc thực về ngồi ăn cơm với gốc cây, chứng đạo với gốc cây, thuyết pháp với gốc cây, và ngồi tịch diệt, nằm tịch diệt ở gốc cây. Chứ bao giờ ngày xa rời một nửa tình yêu của ngài là sự sống với lá hết và ở ra trong ngày ngoài kia. Mấy con nghĩ Đức Thế Tôn của tình yêu không? Không có mà sao yêu Gia Du Đà La được? Có chứ, làm thái tử con người rung động con tim chứ. Ta yêu rồi, ta có vợ luôn, tức là ta có gì, có tham ái. Rõ thì yêu thì nếu muốn đi tu thì đừng có yêu. Sau khi sao muốn đi tu rồi muốn yêu, yêu người ta đâu vậy, bỏ người ta cô đơn là sao? Sao yêu gì thì nếu muốn đi tu thì đừng có sinh con, sinh mới có 7 bữa đỏ hỏng vậy cái bỏ đi là sao, đúng không? Có cái chuyện thật đó không à? Có. Không phải ngày vô đích nhiệm đâu, nhưng mà vấn đề này có được vợ mà ngày không hạnh phúc, ngày có được con mà ngày không hạnh phúc, chứ không phải là ngày muốn hưởng thụ. Ngày không biết, ngày chỉ là đi tìm hạnh phúc mà thôi. Là con người của chúng ta, ok, mấy con cho thầy thử, có một cái trên đời này là có người mà không đi tìm hạnh phúc, cho thầy một ví dụ. Không có ai hết. Nếu như ta không đang đi tìm hạnh phúc cá nhân một ngón tay này, thì ta đi tìm hạnh phúc cho cả một cái gia đình là năm ngón tay này, hoặc là đi cả một đất nước là của cánh tay này, hoặc là ta đi tìm hạnh phúc cho cả cái thân xác là trên đất này. Có điều cái scope và cái scale, cái độ rộng và cái độ sâu đi tìm hạnh phúc của mỗi người khác nhau thôi. Thấy chưa? Không ai mà không sợ khổ và đi tìm niềm vui hết. Có điều nhận thức của họ cỡ nào thì độ rộng và độ sâu của cái niềm hạnh phúc họ tương ứng tỷ lệ thuận cỡ đó. Vậy bây giờ mình nghĩ lại coi thử, hàng ngày mình nghĩ tới cái thân tâm mình nhiều, hay mình nghĩ tới gia đình mình nhiều, hay mình nghĩ tới đất nước mình nhiều, hay mình nghĩ tới cộng đồng mình nhiều, hay mình nghĩ tới nhân loại này nhiều, hay mình nghĩ tới cả cái sự sống cỏ cây vạn vật nhiều, thì đó là mức độ của mình nó lớn lên theo tỉnh thức. Bây giờ này, nếu như mà thầy nói là ta phải lo cho hạnh phúc của riêng ta, tức là bữa cơm sáng bữa cơm chiều của ta là đủ để cho những gì cho ta là đủ hạnh phúc đó, chẳng hạn như thầy chỉ lo một cái ngón tay này thôi thì bốn ngón tay còn lại trục trặc, thầy sẽ đau khổ. Yes. Nếu mà thầy chỉ biết lo cái hạnh phúc của gia đình thầy thôi thì cái cánh tay mà thầy không lo
cánh tay cộng đồng thầy không lo, cánh tay đất nước thầy không lo, thì ở một chỗ nào đó của nó thầy sẽ đau khổ. Hả? Nếu mà thầy lo chỉ cánh tay này thôi, cánh tay này thầy không lo, thì chỗ nào đó cánh tay này trục, cánh tay này phải qua chăm sóc đấy. Nếu mà thầy lo hai cánh tay này thôi, cả cái thân này thầy lo, chỗ nào đó cả cái thân này mà trục trặc thầy phải đau khổ. Yes. Cho nên ra kia bẻ một cành cây thôi, ở bên Mỹ có một cơn bão rất là lớn diễn ra bởi vì cành cây mình mới bẻ được. Hiểu cái đó không? Thầy khó hiểu cái đó phải không? Nhưng mà có thể hiểu được đây. Nếu mà mình chỉ chăm bám vào cái hạnh phúc của mình nghĩ là mình tạo ra cái thân này, mình có tiền, mình có công việc, cuộc sống là của mình và mình có quyền, không để ý tới ai hết. Mình lộn rồi, mình đang ở trên cái bàn tay này, và bàn tay này trong cánh tay này, cánh tay này trong cái thân này, và chỗ nào đó bất kỳ trong cái thân này trục trặc, mình phải chịu trục trặc. Bất kỳ chỗ nào ở trên trái đất này trục trặc, mình trục trặc. Bất kỳ nào trong cái môi trường xung quanh mình trục trặc, mình trục trặc. Bất kỳ một thành viên mình trục trặc, mình trục trặc. Bất kỳ một chuyện gì xảy ra, hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân, hạnh phúc là vấn đề tập thể. Đất ô nhiễm làm sao mình khỏe? Mình được làm từ oxy, không khí oxy, oxy mà không có trong sạch làm sao mình khỏe? Mấy con biết là thành phố Hà Nội là một trong hai thành phố ô nhiễm nhất của đất này bằng với Bắc Kinh không? Đó. Và bị ung thư phổi bởi vì cái lượng oxy hít vào không có trong sạch đó là giết biết bao nhiêu hàng ngàn người mỗi năm. Và mình tưởng là cái nó nhựa rút ra đó không ảnh hưởng tới mình hết. Nó đổ rồi. Mình là một trong những tên sát nhân bằng một hành động rất nhỏ là làm cho cái nơi mình ở ô nhiễm, và chắc chắn mình sẽ được tái sinh vào cái nơi ô nhiễm bởi vì mình tạo ra cái thứ mà mình muốn. Nó là nhân quả mà nó muốn cho mình dục chi. Rõ ràng mình dục là mình muốn, mà mình muốn thì nhân quả người mẹ này sẽ gửi mình đến cái nơi mà mình thích. Nhưng không ngờ lúc mình dục mình không tỉnh thức, cho nên người mẹ gửi mình đến cái nơi mà mình ở mà dơ bẩn, thì mình hỏi tại sao? Câu trả lời là tại vì anh làm một hành động thì hành động có kết quả, mà hành động mà anh không biết cho nên kết quả anh hỏi tại sao. Nghe kịp không? Khi mình yêu cũng vậy, mình yêu mà mình không đang tỉnh thức trong tình yêu thì cái khi mà đau khổ diễn ra mình hỏi tại sao, tại là anh hành động, anh hành động anh không đang biết anh hành động thì kết quả diễn ra anh sẽ hỏi tại sao. Cho nên tất cả câu hỏi tại sao là câu hỏi dành cho những người có những cái hành động là nguyên nhân mà không có tỉnh thức ở trong nguyên nhân đó, và đổ thừa là nghiệp, là Chúa, là ABCD để đâu đó cho mình chạy trốn trách nhiệm của bản thân và đi cầu cứu ai đó giải thoát cái số phận của bản thân mình. Nó nhưng mà không vậy như thế. Từ bi, nhớ nha, bằng hành động cụ thể, không vứt rác, không vứt nhựa, không vứt những cái đồ xả ra một cái nơi không đúng nơi đúng chỗ. Thứ hai, không bẻ cành bẻ cây, không tiêu diệt sự sống một dù là một chiếc lá, một đóa hoa. Hãy nhìn nó và thấy tình yêu của ta là em. Ta sống, em sống, em sống, ta sống, ta khỏe, em khỏe, em khỏe, ta khỏe. Một hành động đơn thuần của một sự bảo vệ là thể hiện cái nhân văn đạo đức còn lại ở trong một con người cho cả thế gian này. Ta chăm sóc cho một chiếc lá là đang rất từ bi cho cả. Ta chăm sóc cho một cái tay nhỏ nhỏ chỗ này thôi là ta đang chăm sóc cho cả cái thân xác này. Bởi vì một chút đau thôi là thân xác này đâu. Chứ nào không phải một hành động đơn giản là ngồi không thở như thế này, thấy mấy ông thầy chùa ngồi rảnh. Không đâu. Hành động đó đặc biệt vô cùng. Và hãy hành động bằng cách ăn chay, hành động bằng cách đừng có bạo lực với con vật, hãy hành động bằng cách biết thương yêu loài vật. Và đất mẹ sẽ cho mình sự sống, sẽ cho mình sống tiếp, sống khỏe, sống dai, sống dài, và không phải sống dài nhưng mà sống tỉnh thức, có hạnh phúc, có giá trị cho mình và cho người. Nếu mà mình ăn chay á, ta tự động mình có cái năng lượng tu à. Yes. Thử vậy làm đi.
tự động á. Bữa nay tôi ăn chay nha bà, mai bà biết tôi. Tức là ít nhất bữa nay mình làm gì, mai cho mình quên mất đi. Dạ. Tôi thương Phật, tôi ăn chay, bữa nay bà quậy trúng cái bữa Phật đỡ cho bà đấy. Bớt tạo nghiệp một bữa. Dạ ăn chay nó nghĩa như là nãy nói đó, ăn không có phải là vấn đề thịt hay là cá, mà vấn đề là có lòng tham ở trong trong cái món ăn của mình không. Nếu mình ăn mà mình tham thì chay cũng là ăn mặn, và mình ăn chay là để cho mình đưa vào trong cơ thể mình những cái thứ nào dễ tiêu hóa và nuôi những cái dinh dưỡng tốt nhất cho cơ thể. Bước thứ nhất. Tiếng gọi thứ hai của người mẹ là hãy biết hành thiền. Hành thiền tức là sao? Là thiền tập. Là thiền tập là sao? Là ngồi xuống như thế này hả? 1, 2, 3 là hành thiền á. No. Có mỗi lần có phải đi ngồi, nghe nói là đi hành thiền cái nghĩ ngay trong đầu mình vậy không? Có không? Có. Ai đang nghĩ vậy giơ tay lên coi. Thật tình luôn. Hay nghĩ tới hành thiền đó là nghĩ tới cái ngồi một cục nhắm mắt lại. Giơ tay coi. Rồi, cảm ơn. Cũng ít quá ha. Ở đây có ai hành thiền chưa? Chưa. Hay, có rồi. Thiền tức là trong lúc mình ăn cái gì vui lòng mình ý thức mình ăn cái gì. Trong lúc mình nói cái gì ý thức mình nói, trong lúc mình suy nghĩ cái gì ý thức, trong lúc mình làm mà mình không ý thức được mà mình làm thì mình nói khó, khó mà ý thức mình nói, mà mình suy nghĩ mà mình ý thức được mình suy nghĩ rất khó. Cho nên phải quán thân trên thân mà thuần thục rồi mình mới khả năng quán tâm trên tâm mà quán thọ được. Thầy cảm ơn. Hành thiền là để cái ý thức chánh niệm của mình trong mỗi khoảnh khắc của đời sống. Chứ hạn như ngồi phương để cái tay này và ý thức thì đưa cái tay lên, thì ý thức khi mà đưa cái tay lên, đưa cái tay xuống mà không ý thức thì đưa như thế, giống như là cái xác chết đưa cái tay mình đưa. Mình đưa mà với một cái ý thức tự động nó đẹp cái hành động đó. Và một người cần ý thức của mình trong mỗi hành động của người đó đối với người khác đó, giống như thánh nhân xuất hiện giữa đời vậy. Rất chỉnh chạy mẫu mực, đường hoàng, tử tế, trang nghiêm, rất đẹp. Người đó có một cái pháp hành mạnh, tỏa năng lượng ảnh hưởng người khác. Cái người mà mẹ mình hay la lối mình mà bữa nay sao mình biết tu vững vàng, cái mình về cái mở cửa ra cái mẹ mình đang thấy ngồi trong tư thế này. À, hả? Nó có cái gì đó không giải thích được nên lời. Khi mà mình biết tu, tức là khi mình biết quay về, mình biết dùng cái năng lượng để mà mình nuôi lớn cái chánh niệm của mình trong mỗi cái hoạt động, cái suy nghĩ và cái cảm thọ đó, đó chính là tu. Lời của đất mẹ, lời của sống kêu mình là hãy trở về, tức là be yourself, hãy trở về, đừng có mà lấy cái sẻng này đào hoài xuống đất của ta con nhé. Khi ta đào, con đào thì xuống cái đất này chính là con đào chính con, chỉ là một cái nhỏ của ta, ta là cái thân lớn của con đào xuống thân ta và con đào xuống con. Ngày xưa con lấy cái sẻng con đào, chứ bây giờ mấy cái bộ máy lớn, máy nào máy nói bự như thế này và đào xuống. Và khi ta biết, con ơi, nếu như mà con cứ, chẳng hạn như con là cái tay này đi, con cứ lớn lên việc kinh tế phát triển của một đất nước, con cứ to lên, con cứ nở ra, thì bằng cách nào con lấy máy con đào xuống cái thân ta, con khai thác thiên nhiên, con khai thác đủ thứ. Có phải là mình làm vi tính, mình làm cái chuông, mình làm cái bàn, mình làm mỗi thứ này là có phải mình dùng từ đất mẹ không? Không có cái thứ gì mà mình không lấy từ cái trái đất này ra đó. Nhưng mà không ngờ cái trái đất này nó có một cái giá trị giới hạn nhất định về không gian và vật chất của nó. Khi mà mình lớn hoài cái tay nó nở ra bằng cách lấy cái dinh dưỡng của đất mẹ đây nuôi nó, thì đến một lúc nào đó cái nó mất cân bằng. Bởi vì mình lấy hoài mà mình biết dừng, thì một là mình phải điều chỉnh sự cân bằng đó. Nếu mình không điều chỉnh sự cân bằng đó thì đất mẹ sẽ lên tiếng điều chỉnh. Khi đất mẹ lên tiếng điều chỉnh thì tai họa sẽ xảy ra. Hiểu chưa? Lũ lụt ná, hãy phá rừng là lũ lụt. Vậy cho nên hãy mình hướng ra bên ngoài nhiều chừng nào, danh lợi tình nhiều chừng nào, thì mình có nhu cầu hưởng thụ và sử dụng và cần sung nhiều chừng đó, tiêu thụ. Và tiêu thụ đó chính là cái năng lượng phá hoại đất mẹ kinh khủng này. Cái plastic của mình á, cái túi sách là thể hiện năng lượng sử dụng của con người. Bây giờ ra đường ô nhiễm gì, người ta dự đoán là trong năm
số lượng bì ni lông ở dưới biển nhiều hơn cá dưới đại dương. Ni lông bản thân nó là một phép màu của trí tuệ con người, có thể sử dụng đi sử dụng lại mà không cần khai thác cái thiên nhiên nữa. Đó là giải pháp cho cái tình trạng ô nhiễm, nhưng không ngờ con người lại thiếu trách nhiệm nên biến cái giải pháp đó thành vấn đề. Nghe kịp chỗ này không? Mình có một cái loại ni lông mà sử dụng đi sử dụng lại tất cả các bao ni lông phải không? Nguyên và chế tạo ra lại đó, tức là mình có thể sử dụng cả ngàn lần mà không cần khai thác cái gì thêm. Nhưng mà tại sao bây giờ chính những cái thứ mà nó được gọi là chế tác ra là ni lông, là phép màu của trí tuệ đó để giải quyết cái vấn đề gọi là ô nhiễm, thì nó cái phương pháp màu nhiễm nó lại trở nên cái vấn đề ô nhiễm là sao? Là bởi vì con người không phải do ni lông là ô nhiễm, mà do thiếu trách nhiệm trong cái cách ta sử dụng, bởi vì thiếu tỉnh thức. Cho nên khi ta có tỉnh thức, tức là khi ta có thiền tập á, thì cái hành động của ta có ý thức. Khi có ý thức ta sẽ không tạo ra cái nguyên nhân gây ra ô nhiễm nữa. Giờ trong một cái dòng sông mà nó đầy rác và nó đầy bao ni lông, thì để cứu cái dòng sông nó thanh tịnh, các bạn làm sao? Đầu tiên làm sao? Con làm sao? Con á, nếu như hành động của mình có một dòng sông đầy bao ni lông, mình làm sao? Hành động đầu tiên thôi, lượm bao ni lông lên. Rồi cảm ơn, vỗ tay cho bạn. Ai có ý kiến khác? 5 giây nữa, 1, 2, 3, ý kiến khác nào? Mời, nói to lên khỏi micro. Nói to lên. Làm sao? Không nghe. Nói lại thầy là mình sẽ tránh khỏi mùi đi. Tránh cái mùi đó đi hả? Căng à nha. Sao tránh được đây, các bạn người dân ở xung quanh cái sông đó và sao tránh? Vấn đề là bây giờ mình làm sao cho nó không ô nhiễm, chứ không phải vấn đề mình làm ô nhiễm xong mình chạy trốn nó cũng chết. Ai? Làm sao bây giờ? Mời. Cho con cần vỗ tay đi. Rồi mời con. Ý kiến con là sao? Ngừng xả rác phải không? Đúng rồi, đó là ý kiến chuẩn nhất. Ngừng xả rác cũng như là ngừng vứt rác đó. Tức là thôi không dục rác xuống nữa, thì cỡ 2 tháng thôi là rác cái dòng sông kia sẽ được lượm đi hết. Còn nếu mình không dừng cái nhân mà mình cứ mình đi lượm cái quả thì bao giờ cho xấu. Hiểu chưa? Tức là cái ý thức của họ không thay đổi, mà thay đổi kết quả biểu hiện của ý thức thôi cả đời mình luôn. Vấn đề không phải là đi nhổ những cái gai của cái bụi hoa hồng ra, mà vấn đề là cho cái hoa, một bụi gai đó mà chăm sóc cho đất nước gió lửa cho nó đầy đủ để cho hoa hồng, thì người ta không có gọi đó là bụi gai nữa, mà người ta gọi đó là bụi hoa hồng. Hiểu chưa? Vấn đề là mình có ý thức trong cái hành động, chứ không phải là đi giải quyết những cái hành động mà không có ý thức. Khi mà thiền tập cho sâu thì từng hành động mình mới có ý thức, và mình mới chọn lựa cái hành động nào tốt hay không tốt được. Khi mà có đại niệm, cái niệm của mình sẽ cho mình biết cái việc nào nên làm hay không. Bằng không á, là cái tham và cái sân nó biểu mình làm, chứ không phải cái sự lựa chọn tỉnh thức ở trong người mình. Cho nên đất mẹ kêu gọi mình lại thiền tập, mà thiền tập là quay về. Khi quay về là mình biết đi chân đất đầu trần mà lòng mình vẫn an vui, giống như Đức Thế Tôn kia vậy. Khi mà biết quay về thì một chén cơm dù là rau chấm với nước mắm thôi, nhưng mà mẹ mình nấu á, bởi vì mình ăn là hạnh phúc, bởi vì cái tình yêu của mẹ trong đó cho mình, chứ không phải bởi vì cái món ăn nó làm cho mình ngon ba tấc lưỡi. Khi mình quay về mà tỉnh thức nó đủ lớn rồi, thì bộ đồ mẹ mình mua cho mình dù nó xấu chứ nữa, nhưng đó là tấm lòng mà cả tiền bạc của bà cả tháng trời mới có, chứ không phải mình đua đòi. Khi mình quay về thì bất kỳ một cái gì bên ngoài, là dù đơn giản nhất, mình cũng có cái hạnh phúc ở trong đó. Còn không quay về đó nha, là hết cái trạng thái mạnh mẽ này của cảm xúc đến cái trạng thái mạnh mẽ khác của cảm xúc, để thỏa mãn cái sự cô đơn trong mình. Hết bộ phim này, hết người bạn kia, hết mối tình này, hết chỗ này, hết chỗ kia, mà không bao giờ mình hết buồn. Hễ mà cứ ngồi buồn là nghĩ tới tủ lạnh, hễ mà ngồi buồn là nghĩ tới cái menu, hễ mà ngồi buồn là nghĩ tới cái, hễ mà buồn là nghĩ tới bộ phim, ngồi buồn nghĩ tới liên lạc, ngồi buồn nghĩ tới mở Facebook, ngồi buồn mới coi một phim bạo động thân xác, bạo động cảm xúc,
bạo đục đủ thứ để gì, để mình trồi cái con người mình lên ở trong đó, để mình có cảm giác mình sống dậy chứ sao mình thấy cái gì sống trong người mình hết trơn. Từng có mấy cái đó không? Cho nên khi mình không sống được bằng cái năng lượng sống an vui bên nội tại thì mình lập tức đi tìm một cái gì đó bạo động bên ngoài để mà mình nhảy vào bùm vậy đó, giống như quán bar vậy đó. Gì nữa, vô trong đó mình điên loạn đến trí để cho mình có cảm giác mình đang sống, cho mình ngồi mình cái mình có cảm giác chết ngay mất tiền. Cho nên thiền tập tức là còn trẻ nè, mấy con tinh khôi lắm, tâm hồn còn thơ bé, nó chưa có được tôi vữa bởi nắng mưa cuộc đời, cho nên ngồi xuống hít vào thở ra nó còn rất sâu sắc bởi vì chưa nghĩ và suy nhiều. Cho nên mình có nhiều thời gian hơn cho bản thân, và có lúc đó mà mình không xây dựng được sự vững vàng của tự thân thì mình không nên đi yêu thương một ai hết, bởi vì mình không thể làm cái thứ mà mình không có, mình không thể cho cái thứ mà trong nhà mình trống trơn. Vì vậy đi yêu đi thương ai là bởi vì trước đó mình đã có vững trên đôi chân mình rồi, ta đã đứng thẳng trên đôi chân của ta và ta đi thương yêu anh em là bởi vì ta muốn cho em một chút chia sẻ cái thứ mà ta đã có rồi bằng không. Ta đi xin em và em đi xin ta, hãy cho tôi nụ cười người ơi, tôi không cười được cho nên em cho tôi nụ cười đấy. Hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi sống, để tôi thấy đời đang sống, em mới có hay không chứ tôi đang chết. Đã. Nên quay về thiền tập, từng bước chân hôn nhẹ lên đất để cho em cảm được một hương hoa của đời đang cạnh nở vào sớm mai đẹp lắm, đang nhìn thấy người em cũng hé môi. Để mà không vô tay. Những cái hạnh phúc có đơn giản lắm, có điều mình thiền tập là giống như là thầy cũng còn trẻ vậy. Thầy ở trong chùa là thầy ở đâu? Chùa là cái gì? Chùa là xuống nhà bếp nè, đi vô nhà vệ sinh nè, vô phòng ngủ nè, bốn bức tường giống nhau. Không có niềm vui là chán chết luôn. Thì niềm vui của thầy là cái gì? Thiền tập. Thiền tập là sao? Chạm được hơi thở, thấy được người yêu mình là chiếc lá, xè bàn tay để cho giọt bình minh hay hoàng hôn nằm nghỉ trên đó và ôm vào lòng để thấy mình như sự sống chưa bao giờ là hại. Mất truyền thông của sự sống là mình là một cô hồn đang sống và thân này chết mình sẽ vất vưởng như một cô hồn ở ngoài kia. Còn trẻ, thực tập thiền nhau, ăn cơm là trong chánh niệm, trong lúc ăn đừng có lướt sẹt 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 và đừng có nhiều ăn cái miệng mà ăn bằng đôi mắt. Đủ thứ thông tin đưa vô trong này, trong khi ăn là đừng có nhiều ăn, trong khi ăn thì đừng có nói chuyện đủ thứ. Năng nhiêu tặng phẩm này của đất trời ta được đưa vào trong thân xác này của mẹ cha, ta xin sống trọn vẹn cho phút giây này đẹp nhất. Ta yêu ta là cả thế gian này yêu ta. Yes. Cái thứ nhất là gì nãy thầy nói? Vì đất mẹ kêu mình sao? Từ bi. Từ bi với đất mẹ. Mình là một cái phiên bản nhỏ của mẹ. Mình từ bi với người mẹ thân xác lớn của mình là mình từ bi với ai? Như mình. Cái thứ hai là sao? Để mình có được cái lòng từ bi đó là mình phải có trí tuệ đấy. Mà trí tuệ là mình phải có chánh niệm đấy. Chánh niệm tức là mình phải thiền tập. Thiền tập tức là mình hàng ngày làm cái gì mình ý thức vào cái hành động đó. Và sáng trước khi bước xuống giường, ngồi xuống hít 10-15 phút thở, hoặc là đi thiền hành chậm rãi, dậy sớm trước khi mặt trời mọc. Ai ở đây dậy trước 5 giờ đâu, giơ tay coi. 1, 2, 3. Thôi thầy cảm ơn. Ai dậy lúc 4 giờ? Cái này xứng đáng được thưởng rồi nha. Có một người, đó là một chàng trai ở phía xa biên địa Hà Tiện, giơ tay cao lên. 1, 2, 3, giơ tay lên coi. Hai người dạy thường xuyên hay là một tháng hay một năm một lần? Ồ, có nhiều đó. Mà dạy làm cái gì vậy? À, ai mà muốn có một giấc ngủ ngon nhất trên đời, hãy chưa bao giờ dậy, ngày mai dậy 4 giờ và bắt đầu ngồi thiền và
Rồi cái lời kêu gọi thứ ba của người mẹ, của người mẹ sự sống của đất mẹ này là có trách nhiệm với hành động của bản thân. Khi mình thương một ai bằng thân xác, khi mình đối xử một ai bằng cảm xúc, khi mình suy nghĩ một cái gì, khi mình hành động một cái gì, bốn cái đó, thân thọ tâm, ba cái đó, thì mình phải có trách nhiệm với nó. Mình không có trách nhiệm á, là mình sẽ trở lại cái cõi mà chính mình tạo ra, là cái cõi mà không có trách nhiệm đó. Mình sẽ thương đúng với người không có trách nhiệm. Ta thương mình, nếu mình người nữ, ta cho mình cái bụng, cái ta bỏ ta đi, đau khổ vô cùng. Ta thương mình cái ta thấy mình học giỏi, thông minh, hay là thấy mình chân tình, ta tới ta thương yêu mình cái mình hết lòng với họ, cái ta, mình là một người con trai rất là đa tình, rất là cảm xúc, ta tới ta thương yêu mình cái mình dành hết công tiên của mình, cái mình nói là yêu là chết trong lòng một. Hả? Một đống. Yêu là chết trong lòng sạch bách, cho hết mà. Chứ rồi, xong cái người ta đi, cái rồi sao? Người đi, hả? Người đi một nửa hồn tối, mất một nửa hồn kia, sửa lại xài. Mình đừng có để cho hồn kia mất đi. Để mình để cho hồn kia mất đi là bởi vì, bởi vì mình đã từng tạo ra một cái hành động mà không có trách nhiệm, thành ra cái kết quả là họ là những người không có trách nhiệm với mình, và mình dành hết cái hồn của mình cho họ, và họ không cần giữ, họ nét. Có người mà sống có trách nhiệm á là người đã có đạo đức á. Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói là consideration is the signs of compassion. Cái người mà sống cẩn thận có trách nhiệm đó là dấu hiệu của lòng từ. Mình làm cái gì mình suy nghĩ trước, suy nghĩ sau, suy nghĩ trên, suy nghĩ dưới, coi cái đụng ai và cái chạm ai không, coi thứ có làm ai nó tổn thương không, coi thứ người thầy, người bạn, người cha, người mẹ, người anh, người em của mình xung quanh đó, cái việc, cái hành động, cái suy nghĩ và cái ngôn ngữ của mình mà khiến cho họ cứ để hoài trong lòng tổn gì khó không. Chứ làm sao, cái động lực nào mà khiến cho họ suy nghĩ đi suy nghĩ lại trước khi họ nói, họ hành động, tình thương chứ gì nữa, cũng là tình thương. Cho nên tình yêu của đất mẹ là bao la lắm. Có dạy con cái gì, có kêu gào với con cái gì thì cũng nói với con là tình thương thôi. Khi có tình thương thì mọi thứ ok hết. Con thương cho nên con đối xử với con. Con thương cho nên con biết tu tập thiền. Con thương cho nên có mọi hành động của con có trách nhiệm. Hành động có trách nhiệm là bởi vì ta hiểu nhân quả. Bởi vì trách nhiệm tức là cái nhân nào mà tạo nhân là hành động chắc chắn đó sẽ có cái kết quả. Và kết quả đó sẽ trở về lại cho ta. Khi vật A tác dụng vật B một lực, vật B tác dụng lại ngược vật A một lực, ngược chiều, cùng độ lớn, cùng giá. Đó là vật lý định lực 3 của Newton. Và khi ta ghét ai đó thì một lực gửi đi, người đó sẽ gửi lại tương ứng hoặc lớn hơn hoặc bằng một lực. Khi mà mình nói họ là ông khờ khờ giống như con bò, thì người ta sẽ nói chị không phải con bò nữa, một cái con gì đó nó thua con bò, nó ngược chiều, lớn hơn về độ lớn. Quá. Vì vậy có trách nhiệm với hành động của mình. Và khi mà mình biết là nhân nào quả đó mình chịu trách nhiệm á, thì thay vì mình bẻ cành cây thì mình trồng thêm một cây. Thay vì mình nói một cái lời tan vỡ, mình nói một cái lời hòa giải. Khi mà mình hành động một cái gì đó mà mình biết nó đem đến cái sự tan vỡ, chia lìa, nghi kỵ, thì thay vì mình biết quá mà mình phải nhận từ cái nhân đó thì mình không làm nữa. Và mình để mà mình có cái điều mà mình muốn là bây giờ mình giúp người trước, giúp cho người có cái điều đó trước, luật nhân quả sẽ đối lại với mình. Ví dụ như mình muốn học giỏi nha, cái người kia học giỏi mình thấy cái tâm ganh tị là coi như rồi, hạt giống học giỏi mình mất luôn. Thấy người ta đẹp gái hơn mình, cái tự động mình ganh tị cái rồi. Từ soi gương và thiên thần trong gương nói là mày cứ xấu đi con. Bởi vì sao? Thấy người ta đẹp, người ta đó là cái gương. Chứ
cái gương của tôi đâu có biết gì đẹp xấu. Anh thấy người ta đẹp mà anh không hoan hỷ, anh thấy người ta đẹp anh ganh tị đen gì đây, anh hỏi gương ai, gương ơi ai đẹp nhất trên đời, cái gương nó nói mày là người xấu nhất, trừ ai cũng đẹp hết trơn. Bởi vì ganh tị chính là cái xấu. Khi mà mình hành động có trách nhiệm là mình vui với cái quả tốt đẹp của người khác, thấy người ta học giỏi, thấy người ta xinh đẹp, thấy người ta dạ giàu, thấy người ta có nhiều người thương yêu, tâm mình không hoan hỷ, đó là cái tâm bệnh hoạn. Bởi vì sao? Ít nhất mà mình thấy người ta hoan hỷ, mình thấy nhiều hơn một người của mình thương ở bên ngoài mà đang ổn, mình thấy cái tay trái của mình mà đang ổn, người ta phải khỏi mất công qua mà chăm sóc. Thứ mà một người mình thương bên cạnh đi, chẳng hạn như cái người mà mình xin mình khó chịu, mình ganh tị đó, nếu như mà họ ngày mai họ trục trặc, họ mất một cái họ gọi điện cho mình, cái có người gọi điện cho mình cái nói sao lòng mình sao thương xót họ, cái mất công phải chăm sóc, phải viếng thăm họ không có. Như vậy thay vì mà mình dành cái thời gian để ganh tị thì mình dành cái thời gian nghĩ ngược lại là sao họ tuyệt vời, họ tốt đẹp, họ rảnh rang để cho mình khỏi có phải nhất là mất công thời gian năng lượng với họ. Rồi cái thứ tư, 4 giờ rồi ha, hồi nãy giờ mình giảng là mấy giờ, bao lâu rồi nè hả, 1:30 hả? Thứ tư, đất mẹ kêu ta cái việc làm thứ tư đó là hỡi tuổi trẻ hãy biết giữ gìn giới hạnh. Người Phật tử hay không Phật tử gì phải biết giữ cái thân xác của mình cho thanh tịnh. Bởi vì ta đã có được cái thứ này nó quá ngon ngọt đi, chạm chỗ nào nó có cảm xúc hết trơn, nghe nhạc hay thấy đẹp thích, chạm vào nhẹ cảm thấy dễ chịu, bởi vì nó mẫn cảm của tuổi mới lớn, nó hưởng thụ cực kỳ, không có giới hạnh là nó vô tình tạo ra việc ác rất là dễ. Và khi ta tạo ra việc ác rất là dễ, ta mất đi cái âm đức của mình là bắt đầu thế giới bị nhiễm ô. Cho nên là lời kêu gọi thứ nhất của đất mẹ, hỡi các con ơi, hãy từ bi với mẹ nhé. Rồi kêu gọi thứ hai, hỡi các con ơi, hãy biết tu thiền, hãy biết giữ chánh niệm trong đời sống của cá nhân. Và thứ ba, hỡi các con phải biết có trách nhiệm với bản thân trong hành động và ngôn ngữ. Suy nghĩ thì hơi khó nhưng mà phát ra thì có thể biết được. Và thứ năm, để làm được ba cái trước, cái cuối cùng ta phải giữ giới luật. Giới luật là sao? Ở đây ai chưa quy yêu giơ tay coi. Quy y hết rồi đó. Ai nhớ năm giới đâu, nói to cho thầy nghe. Giới thứ nhất, nói to này, giới thứ nhất. Giới thứ hai. Giới thứ ba. Giới thứ tư. Giới thứ năm. Cho nằm vỗ tay đi. Rồi. Nghe lại nhé và đọc theo thầy nhé. Giới thứ nhất, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không say xỉn rượu chè và các chất gây nghiện. Giới thứ nhất. Giới thứ hai, to lên nào. Giới thứ ba. Giới thứ tư. Năm. Hãy nghe lại năm giới nhé. Giới thứ nhất, hỡi các con ơi, từ bi và thương chính mình, đừng có sân hận, là từng tế bào trong con chế ra các sinh hóa học. Và con ghét một ai đó, con nghĩ con phải hại họ, con là đang nắm trong tay thang mà con muốn dùng cho người khác, tay con cháy đầu tiên. Nên con giữ giới là thứ nhất để lòng con thanh lương, con không sân hận thì con mới không giết. Giết tức là sân mình mới giết. Cái tin không, khi đập một con cá mình thấy mình thích, mình ngon, nhưng mà mình phải tàn bạo lắm mình mới đập cho nó chết. Cho nên cái lúc mà mình đập nó chết là mình có tâm sân. Cho nên đừng có sân chính là đừng có sát. Khi không sân là lòng mình từ bi. Khi từ bi là lòng mình biết thương yêu, lúc đó mình mới có hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc là kết quả của thương yêu, mà thương yêu là kết quả của vắng mặt sự sân giận. Giới thứ hai, không có trộm cắp, tức là lòng tham của mình đó, lúc nào cũng không có biết đủ, dù là ta có cả thế gian này. Nếu ta sinh lên chư thiên mà ta cũng có lòng tham bên đó thì chư thiên cũng là địa ngục, bởi vì ta tham hoài đâu có đủ, cho nên khát khao thành cái bụng bự, giống như bà Thanh Đề là mẹ cũng quái,
một kiền liên. Như vậy lòng tham không có nghĩa là chui xuống ở dưới kia làm ngã quỷ đâu. Lòng tham tức là đang ở trên cõi này nè mà ta không thỏa mãn những gì ta có. Cái bụng ta nó to hơn là cái cổ vô. Cho nên giữ giới thứ hai tức là bớt tham lại để cho ta thỏa mãn với những gì ta có. Cái người hạnh phúc nhất trên đời không phải là ta có những thứ tốt nhất mà ta xài một cách tốt nhất những thứ ta có. Nghe kịp không? Cái giới thứ ba là ta không có tà hạnh, tức là cái hạnh phúc trên đời này là bởi vì thủy chung giữa hai người ta thương yêu nhau, ta hạnh phúc với nhau vô cùng, không cần một người nào nữa khi ta ở bên cạnh họ, là cả thế gian này chỉ ở trong họ mà thôi. Một người mà đặc biệt á, ai đó không có đặc biệt với ta thì cho ta một món quà đặc biệt thì ta hạnh phúc. Nhưng nếu mà có một người đặc biệt không cần cho gì hết, chỉ cần ngồi đó là ta hạnh phúc thôi. Nếu mà ta gặp được một người đặc biệt đang ngồi bên cạnh ta thì ta còn đòi hỏi gì nữa mà có họ muốn đi với người kia. Nó có nghĩa là hạnh phúc là bởi vì ta may mắn có một người tri kỷ trên đời để sớm nắng chiều mưa bên cạnh mà chia sẻ, dù cưới hay là đang yêu thì nên tôn trọng lẫn nhau cho đến khi nào được hai bên ký kết hợp đồng chính thức được sử dụng nhau. À yes. Ta phải hướng dẫn sử dụng trước khi dùng á. Và để hướng dẫn sử dụng trước khi dùng là ta phải được ai công nhận, xã hội này công nhận nè, bởi vì đóng vô một cái cọc đơn kết hôn, rồi cha mẹ hai bên họ hàng phải cho vô ra một cái chiếc nhẫn, rồi phải lên trên chùa để mà Phật chứng minh cho, rồi sử dụng bút lột cái đó làm gì làm. Còn bằng không mà ta bước tới ăn cơm trước kẻng tình một đêm là âm đức của ta sẽ đi xuống đường hồng mà ta có được một hạnh phúc gia đình khó lắm thay, khó lắm thay. Giới thứ tư là không có nói dối, bởi vì miệng mình nở ra không muốn đem mùi cá tanh cho thế gian này, mình tới đây là cái gì trang sức đẹp nhất của một con người? Cái gì? Nụ cười. Thử một đứa nó đẹp cỡ nào, nó sôi môi son phấn cỡ nào, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, miệng trái tim, nhưng mà nhìn cái mặt thôi ai mà dám tiến tới gần. Như vậy cái trang sức đẹp nhất là nụ cười. Vậy đôi môi này của ta không phải để mở ra bằng cái lượng bất định dựng bạo động hơn thua ganh tị, mà là bằng hóa giải yêu thương, tha thứ, chấp nhận và bao dung. Cái ngôn ngữ mình nó biểu hiện cái nội tại trong người. Với ai mà thấy họ cứ chê mình thì chắc chắn mình sẽ là cái đối tượng để họ nói với người thứ ba sau lưng mình. Và nếu mình làm như vậy thì mình sẽ sống với những người như vậy, bởi vì hiểu xã nào tự nhiên nó đến dưới trong lòng mình. Cho nên nguyện cái đôi môi này mở ra là hương thơm hóa giải thương yêu, tha thứ, bao dung. Bằng không im lặng nói nhiều quá dễ hiểu lầm nhau. Đó là cái giới thứ tư. Nên Đức Phật thương mình hoàn toàn, cho nên biểu mình giữ giới không phải là đi quy y. Quy y rồi sao? Con già đâu mà quy y bà. Quy y lên rồi mất phần rồi sao? Không. Quy y tức là không được ABCD nữa hả? Thôi không nên chùa quy y đâu. Quy y giữ giới. Hiểu lầm rồi con ơi, con không quy y là con bị bỏ tù khi con ăn cắp. Con không quy y là con bị phản bội tình nội tiên nát tan. Con quy y là con đi hại người khác, người khác sẽ hại con một ngày nào đó. Con không quy y là con không biết thế nào là từ bi, và con đập đầu một con cá để con nướng con ăn trên đau khổ của chúng sinh, thì làm sao con có sống hạnh phúc được? Bởi vì thiếu tình thương thì hạnh phúc đâu ra. Và giới thứ năm tức là cái thân tâm này là chiếc bè để đưa con qua một đời của con người ngắn ngủi quán trọ trần gian 50 năm gì đó. Ít nhất cái thân này là món quà tuyệt vời của cha mẹ cho, muốn sử dụng nó phải có được sự đồng ý của họ. Ai đó một món quà tức là con sinh ra một đứa con, nó sử dụng ngày xưa con đã tạo với nhân nhau. Nó có nghĩa là sử dụng cái thân này phải được sự đồng ý của người cho nó. Và nó không phải là để cho ta hưởng thụ đâu. Nếu ta hưởng thụ vào ta sẽ dính mắc vào. Nó là để cho ta hưởng, cho ta lớn lên tình thương và tỉnh thức, chứ không phải để cho ta sử dụng nó một cách bốc lột quá đáng và kiêu ngạo rằng ta có quyền với nó. Nào thực ra ta không có quyền với nó. Nó được nuôi từ đất mẹ, được nuôi bằng tình, được nuôi bằng sự sống. Và ta là những thứ không phải của ta, thứ không phải ta.
Vì vậy ta đừng có tưởng ta có hoàn toàn quyền tự do để bóc lột nó. Có nghĩa là như vậy, Thế Tôn thương chúng sinh là đệ tử, người con trai, người con gái của Ngài. Vì vô minh cho nên Ngài giải nhiều mà không có hiểu và nắm, cho nên Ngài mới chế ra năm giới để con ơi muốn có hạnh phúc thì hãy giữ năm giới của ta. Thôi, dừng lại ở đây. Bây giờ ai có câu hỏi gì thì một hai câu rồi chúng ta kết thúc. Bất kỳ câu hỏi nào, trừ câu hỏi mà thầy không biết thôi. Những cái vấn đề nào mà gia đình, về tình yêu, về học hành, hay là trong chủ đề nó nổi cái trong lòng, hay là nó muốn hiểu biết hơn về Phật Pháp, vân vân. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy có một xin hỏi. Hai. Là khi mà con thiền tập ấy, thì cơn đau xuất hiện thì theo thầy con nên tiếp tục thiền. Đau chỗ nào? Con chân, con vai. Hai. Bây giờ có hai cách để cho con khỏi đau. Một là cắt cái chân dục. Hai là lên đây thầy chích thuốc tê. Như vậy nách đau là để cho con biết là nó đang sống. Nếu con không muốn sống nữa thì con cũng không có cái để mà tu luôn. Như vậy nách đau không phải để cho con làm cho nó hết đau, mà để cho con hiểu được cái đau đó ở phía sau nó là sự sống. Và cái sự sống con không thể thấy nó hàng ngày, cho nên con ngồi xuống nó phải đau lên để cho con thấy. Và con thấy cái đau là con cảm ơn sự sống còn đó. Và bước tiếp theo là cái đau là biểu hiện tạm thời, nó có sinh, nó có diệt, tức là nó có vô thường, mà nó không có cái tôi thực thể cố định trong đó. Cho con thấy luôn cái bản chất thứ hai là vô ngã. Hai cái tự giác này xuất hiện khi con thiền quán ở trong cái đau. Rồi con hỏi cái này. Mấy con cứ mở lòng mình ra, cơ hội của chúng ta có cái lòng á, thầy có thể giúp được chút gì đó thì giúp nhau. Con có từng đau khổ về tình yêu không? Có. Vậy cái khi mà đau khổ đó, cái mặt của con nó như thế nào? Nó buồn như thế này không? Và nếu như mà con đi vào trong một khu rừng mà con thấy anh ngồi thế này thì con gọi đó là gì? Ma. Vậy lúc đó con là ai? Yes. Thông minh rồi. Ma bên ngoài kia có hay không em không biết, nhưng chắc chắn trong lòng em có ma. Vậy trong lòng em mà em không thấy, em hỏi bên ngoài có hay không làm chi? Trong lòng mình không có ma, ma bên ngoài nó theo ai? Nó phải có một cái thứ nào trong này thì cái thứ bên ngoài kia nó mới theo. Vấn đề là mình chắc chắn trong này có, và bên ngoài kia mình chưa chắc có hay không. Thầy Ngộ Phương đâu có biết bên ngoài kia có hay không, bởi vì thầy Ngộ Phương không phải là ma, ít nhất là lúc này. Mình nói những cái chuyện gì mà nó nằm ngoài cái khả năng trải nghiệm của bản thân thì mình sẽ có hai lựa chọn: một tin hay không tin. Tin thì có câu chuyện thần tiên để kể, qua tôi lên chùa nghe mày Ngọc Phương kể chuyện ma mày ơi. Hai là không tin. Tin hay không tin gì nó không có làm cho anh tiến tới và thấy sự thật. Bản chất của sự thật không phải do anh tin hay không, mà do anh thấy hay không. Và anh không thấy thì anh nói anh không thấy, để anh sẵn sàng thấy bất kỳ lúc nào. Chứ anh không có hỏi người khác thấy giùm anh. Khi mà anh hỏi người khác thấy giùm anh là cái thấy đó của họ, không phải của anh. Và cái thấy của họ quyết định cái thấy của anh, thì anh chỉ có lựa chọn là tin hay không. Cuối cùng không phải là của anh, cho nên không giải quyết được nỗi khổ niềm đau của chính mình. Vậy chắc chắn ở bên ngoài có hay không mình biết, nhưng mà chắc chắn ở bên trong là biết là có. Vì vậy cái gì mình chắc chắn và cái gì không chắc chắn thì mình lựa chọn chơi với cái nào? Với cái mình biết chắc chắn. Như vậy ở trong này nè, chắc chắn có. Như vậy lúc nào mà nó xuất hiện thì sao? Mình thấy cái mặt mình thì con ma nó xuất hiện cũng cỡ giấy là cùng. Phải không? Thầy nó khi mình thấy, tức là mình quay về mình nhìn thấy con sân đó, là nó trở thành một thiên thần.
Yes. Khi mình nhìn cơn sân lập tức thành thiên thần. Và khi mình đi tìm ma thì cái tìm kiếm đó chính là ma. Ma là sự sợ hãi trong lòng. Khi trong lòng mình không còn sợ hãi, ma nó ngồi trước đó. Nè, có chuyện gì xảy ra không? Đó. Nè, què nữa đi. Mỗi lửa là thuộc vô. Yes. Vậy mình hỏi có ma hay không là bởi vì trong lòng mình đang có sợ. Trong lòng mình hết sợ thì mình hỏi chuyện ma là gì. Phải không này? Còn 49 ngày hay là nửa ngày gì đó. Bây giờ con muốn biết không? Con muốn biết hay con muốn tin? Con muốn trải nghiệm hay con muốn tin? Là muốn tin thì thầy không kể. Thầy không có nói cái chuyện tin hay không. Muốn trải nghiệm thì căng đấy. Là phải chấp nhận đấy. Rồi câu hỏi khác. Năm qua như vậy thầy, thưa thầy, con có một câu hỏi như thầy. Bản thân con cũng tự dặn mình là phải nghĩ đến điều tốt đẹp, phải những điều tốt. Nhưng con không hiểu sao là trong người con luôn có những ý nghĩ xấu xa xuất hiện. Nghĩa là con phải đấu tranh rất nhiều để duy trì cái suy nghĩ tốt đấy ạ. Con không hiểu sao là nó tự nhiên xuất hiện. Thầy cho con lời khuyên đi không ạ? Bởi vì thực sự là rất là khổ tâm. Con tên gì? Con tên gì con? Liên hả? Liên, Liên là hoa sen á. Hoa sen muốn làm hoa sen mà sao cái buồn nó dính hoài. Ha. Thầy cảm ơn câu hỏi của con. Thầy nói con nghe nhé. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không có suy nghĩ nào tốt hơn suy nghĩ nào xấu. Mình là ai mà phán xét một suy nghĩ tốt hay xấu? Nếu có một suy nghĩ xấu, tức là nếu có một cái gì đó tỉnh hay bất tỉnh, chẳng hạn như người phụ nữ có ngày là bất tỉnh. Nếu có ngày là bất tỉnh thì tất cả đàn con người này đi qua con người phụ nữ là bất tỉnh hết sao? Không có gì tỉnh hay bất tỉnh trên đời nào hết trơn. Mình là ai mà quyết định bất tỉnh hay không bất tỉnh? Mình là cái gì mà phán xét một suy nghĩ là tốt hay xấu? Suy nghĩ chỉ đơn thuần là suy nghĩ. Suy nghĩ tốt là do mình có ý thức tới cái suy nghĩ đó. Mọi suy nghĩ đều tốt khi mà mình đang có tỉnh thức với cái suy nghĩ đó. Dù suy nghĩ nó rất tốt mà mình không đang ý thức thì suy nghĩ đó là xấu. Một người có tỉnh thức thì làm việc xấu thành việc tốt. Một người không có tỉnh thức làm việc tốt thành việc xấu. Ví dụ như đánh răng này là tốt hay xấu? Đánh răng là tốt hay xấu? Ai nói tốt cho thầy vậy? Những người nói tốt này có khi nào mà nằm xuống cái nó mệt quá không muốn đi đánh răng mà bữa nay bỏ một bữa thôi cha. Có không? Có, nó tốt mà sao này kỳ vậy? Như vậy á, nó tốt ở đây không có phải là bởi vì bản thân có hành động tốt hay xấu. Không phải bản thân có suy nghĩ tốt hay xấu. Không phải bản thân có lời nói tốt hay xấu. Mà nội dung tỉnh thức của mình ở trong đó có hay không nó làm nên cái giá trị tốt hay xấu. Như vậy tốt hay xấu là do cái phẩm chất tỉnh thức trong đó bao nhiêu quyết định cho tự thân hành động, ngôn ngữ và suy nghĩ không có tốt hay xấu biết được đó. Cho nên khi trong đầu con mà nó có cái gì thì con giống như đang nhìn thầy gì đó, thì thầy tốt hay xấu, con nhìn thầy mắt mới gì con phán xét tốt hay xấu, con đâu có quyền đó. Thì thầy giống như một suy nghĩ trong đầu con thì con thấy nó chứ con có quyền phán xét nó tốt hay xấu, bởi vì suy nghĩ nó chưa bao giờ là của con. Bởi vì khi sinh ra mới cái baby như thế này, mình đâu có suy nghĩ gì đâu, mà chỉ cái niềm vui sống đơn thuần thôi. Vậy cái mình thấy một người, ô người đó đẹp hơn mình, ô người kia giỏi hơn mình, ô tại sao mình thấy giống đậu ta, mình muốn vô đó làm tình nguyện viên mà sao lại không được ha? Mình cố gắng nghĩ tốt cho họ đi, sao không được? Tại sao mình lại tự ti cái bản thân kỳ đủ thứ ấy? Những suy nghĩ đó đâu ra vậy? Đâu phải của mình, bởi vì trước đó mình không có. Nếu nó của mình thì trước đó nó có chứ. Vậy nó không phải của mình thì mình không được quyền sở hữu. Không được quyền sở hữu thì mình là ai mà phán xét nó tốt hay xấu? Việc của mình làm nó tới không phải để mình nói nó tốt hay xấu. Việc của mình làm là nó tới để cho mình thấy nó đến và nó đi, và mình biết nó không phải là của mình. Nó là một cộng nghiệp của cả một cộng đồng, một nhân loại này ở trong con đường của cá nhân hóa nó lại và làm nạn nhân của nó. Con hãy bước ra khỏi nó bằng cách bứng ra phía sau một cái và nhìn hello những vị khách không mời mà đến. Bình thường ta không ở nhà, em tới và quậy tan nhà ta. Hôm nay ta ở nhà, em tới và ta rót nước trà, rót cho em uống. Em uống xong rồi ta tiễn em đi. Yes. Tức là phải thiền tập đó nha con. Con hiểu luôn. Rồi thầy cảm ơn. Kính hỏi lại một lần nữa, nãy giờ ai cái lưng thẳng rắp từ đầu đuôi vô tay coi. Một người, giỏi quá. Hai người, ba người, cho một tràng pháo tay tặng nhau nào. Thầy cũng quá
cho mấy bạn để mà à thầy có quà của ba cái thẻ nhớ 16 ghi gần 100 bài giảng của thầy trong này. À dạ, bạn nào hồi nãy mà trả lời đúng câu hỏi của nắm đất là một nè. Ai nữa? Yes, lên dưới này. Ai nữa? Chiếc lá là ai? Yes, ok, lên. Ok, tưởng có quà nè, cái đó. Rồi, thầy tặng nha. Hai. Đại chúng ngồi thẳng lưng và chúng ta hồi hướng nha. Mình ngồi cho trang nghiêm. Hôm nay thấy đại chúng rất là phấn khởi, mặt mày sáng sủa, ngồi hơn 2 tiếng mà vẫn vui là tốt. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thành phân